các món dưa muối trong ẩm thực dân gian được chế biến theo quy kinh, chua, cay, mặn, đắng phối kết hợp vị ngọt nhạt của tương, cơm canh hay củ quả khác làm tăng tiết nước bọt. Dưa muối thường nhai ròn sần sật, màu sắc và mùi thơm se si nóng bỏng mắt can, lưỡi tâm, miệng tỳ, mũi phế và tai thận, làm tăng hương vị và tăng umi của bữa ăn, nguồn cung ứng năng lượng chính cho sự sống. Món dưa muối thường ít để ý trong bữa ăn mái ấm gia đình, thật tiếc nếu ta hiểu được giá trị đích thực của nó. Dưa cải muối. Kỹ thuật muối dưa cải. Lá cải 10 kg, phần chua 51 giờ, muối ăn 670 giờ. Chọn lá cải hơi già và bánh tẻ cây sắc có nồng sắc ra hoa và chưa xuất hiện xơ, rửa sạch, phơi cho hé, dội qua bằng nước sôi, cho vào hũ. Đậy dĩ tre lên để rau không nổi trên mặt nước muối. Hòa tan muối và phèn trong nước nóng khoảng 3-5 lít, lọc, để nguội, đổ vào hũ Âu, dại, có rau. Nước muối phải ngập trên dĩa. Đậy hũ kín. Sau vài ngày, rau cải chuyển sang màu cỏ úng, nước chua là được, dưa chua. Để hạn chế dưa chua quá, rất có thể vớt dưa cho vào hộp nhựa hay liễm, cho vào tủ lạnh để dùng dần. Khi muối dưa, ở môi trường xung quanh thiếu oxy và nồng độ muối khoảng 4% là đương kim tiện lợi cho khuẩn Lactobacillus phát triển. Trong nước dưa chua có axit lactic và men lactic có tính năng tích cực ức chế men thối rửa vô ích trong đường ruột, rất có thể dùng nước dưa trong bữa ăn, nhưng phải đảm bảo an toàn sinh và muối dưa đúng kỹ thuật. Dưa cuốn, do rau rửa không sạch, rau không ngập trong nước muối và nồng độ muối thấp. Vì vậy rau cần rửa sạch, phơi cho héo để rau hút nước muối và không làm giảm nồng độ muối, luôn dìm rau trong nước muối. Ăn dưa cuốn dễ bị đau bụng, muốn ăn dưa cuốn phải nấu chín. Điều kỳ lạ là nấu dưa cuốn với cá nước ngọt, loại cá càng tanh cá mại, đồng đông, cá thiểu, cá mè, cá trê, thì canh dưa cá càng ngon, nên có câu, chồng trê thì mặc ông chồng trê. Dưa cuốn nấu với cá trê mập lừ. Cách muối dưa trên, dân gian gọi là muối sổi. Cách muối thường trông thấy của người dân miền Bắc trong mùa đông gần Tết âm lịch, rau rửa sạch, phơi hé, xếp một lượt lá, rắc một lượt muối biển lên ở đầu cuối đạp dĩ có đè vật nặng hòn đá, cục đất nung, đổ nước muối ngập rau và đậy kín. Cách làm này làm cho dưa muối mặn hơn, nhưng dưa muối ăn với thịt đông hay thịt mỡ thì ngon tuyệt, là món ăn đặc sản trong số những ngày Tết âm lịch. Cải bắp muối, cách làm tương tự như trên, nhưng dưa cải bắp thường muối sổi. Rửa sạch lá già hay bánh tẻ, thái phiến, phơi cho héo. Cho nước có muối như dưa cải canh. Dưa cải bắp muối thường được sử dụng trong 3-5 ngày giống món kim chi truyền thống. Dưa cải bắp muối có giá trị như dưa cải thảo muối hay món kim chi. Dưa chuột muối, chọn quả dưa non dưa nụ, ít ruột, không tồn tại hạt và một trong những phần hoa còn dính dưới quả. Rửa sao dưa, ngâm trong nước sôi 3-5 phút, lấy ra, ngâm vào giấm có pha 1% phèn chua, hoặc sau thời điểm ngâm trong nước sôi, lấy ra, ngâm trong nước muối 5-7% có pha phèn chua đến khi dưa chua, tháo bỏ nước muối và thay bằng nước sạch vài lần để giảm sút lượng muối. Sau đó ngâm lại trong giấm 2%, để khoảng 1 tuần là ăn được. Dưa chuột có tính năng thanh nhiệt, giải khát, lợi tiểu tiện và tiêu phù. Dưa chuột ngâm giấm còn tồn tại tác chữa phù thủng. Cà muối. Cà muối sổi, cà pháo 5 kg, muối 2-50 giờ, tỏi 3-5 củ. Cà cắt bỏ núm phần lá đài và cuốn quả, rửa sạch, tỏi tách bóc bỏ vỏ cứng, giã nát. Cho cà, muối và tỏi giã vào hũ Âu, dại, đảo đều, đậy kín, để 4-6 giờ. Đạp dĩ có đè vật nặng lên trên, đổ nước sạch ngập dĩ. Để 3-5 ngày là ăn được. Cà muối mặn, dùng cà bát, cắt bỏ núm, rửa sạch, phơi hé, cho vào dại, cứ mỗi lượt cà rải lượt muối, lượng muối sử dụng khoảng 15-25%. Đạp dĩ, đổ nước sạch gần ngập dĩ và đổ lên trên phần muối còn lại, để trên một vật nặng. Sau 15 ngày ăn 1 tháng mới dùng được. Cà muối theo này thường mặn chát nên trước lúc ăn phải ngâm trong nước rất lâu mới bớt mặn. Cà có vị ngọt, tính hàn, có tính năng nhuận tràng, lợi tiểu, tiêu thủng, trừ ôn dịch, hoạt huyết, tiêu viêm chỉ thống, là tác nhân kích thích chuyển hóa cholesterol ở gan. Cà có chất solanin, một alkaloid độc, có tương đối nhiều khi quả còn non xanh, do đó không ăn nhiều cà sống. Cà chọn để muối thường quả già nên lượng chất solanin giảm, hơn thế nữa khi muối, lượng axit lactic tăng trong quá trình lên men phối kết hợp chất kiềm solanin thành muối làm giảm độc.
Mâm cơm mái ấm gia đình thường có món canh luộc, xào, món mặn thịt hay cá, nước chấm và món dưa muối, nên món cà muối trong mâm cơm chỉ là món kích thích tăng nước bọt, tăng hương vị trong bữa ăn. Cà muối chấm tương là món ăn khoái khẩu. Tương được chế biến từ đậu nành với ngũ cốc qua quá trình đồ chín lên men, chế tác với tương đối nhiều công đoạn. Ở nước ta, tương Bần Hưng Yên, tương Nam Đàn đã có truyền thống lâu đời. Tương giàu chất dinh dưỡng, hương vị thơm ngon, dễ tiêu, có tính năng giải độc, vừa làm phụ liệu gia vị để chế biến nấu ăn nên kết phù hợp với cà muối có tính năng tiêu thực, bổ tỳ vị và giải độc. Hành muối, củ kiệu muối, hai món này ăn với thịt mỡ làm tăng hương vị và đỡ ngán mỡ. Hành, tỏi kiệu có mùi thơm, vị cay, tính ớn, không độc, có tính năng phát tán giải cảm, ôn trung, thông dương, hoạt huyết, giải được chứng ức do phía bên ngoài gây nên. Khi lên men làm mất vị cay, dứt bỏ tính phát tán mà giữ lại tính tiêu thực, ôn trung, giải ức, sau chế biến rất có thể đáp ứng yêu cầu ăn thịt mỡ. Củ tỏi muối, tỏi vị cay, tính ôn, hơi có độc, vào kinh phế, can, dị. Tác dụng giải độc, thông khiếu, tiêu đờm, tiêu nhọt, trị đầy trứng trùng tích, tả, lụy, bí đại tiện và hạ huyết áp. Tỏi tươi có alin, khi đập dập, men galinase chuyển galin thành alicin có vị cay, mùi khó chịu. Trong quá trình muối chua, vị cay mất đi làm việc giảm tính tăng đi lên và phát tán nên chủ yếu tính năng vào kinh can dị. Nhút, nhút được chế biến từ quả mít xanh loại mít bở, hạt trong những muối chưa xuất hiện vỏ cứng dai. Gọt bỏ lớp vỏ có gai, thái thành sợi từ ngoài vào trong sao để cho sơ, muối đều được xắt thành sợi dài. Ngâm nước gạo cho hết nhựa và làm sợi trắng, để ráo rất có thể phơi cho hé, trộn muối để triển khai sợi mít mềm, thêm ớt, gừng và vài khúc mía nhỏ, cho vào hũ âu, dại, thêm ít nước, dùng phên tre ép trên và có viên gạt hay cục đá sạc nén làm cho nhúc không nổi trên mặt nước dễ thâm đen. Đậy kín, sau 5-7 ngày là ăn được. Nhúc chấm tương Nam Đàn là đặc sản xứ Nghệ. Nhúc còn được nộm với thịt ba chỉ, thịt thủ, thịt thăn, ăn với bánh đa dừng, lạc rang hoặc nấu cá chua. Kim chi có xuất phát từ Triều Tiên. Kim chi truyền thống được chế biến đơn giản từ cải thảo cải bẹ trắng, với muối, ớt, gừng tỏi, đặc trưng nhiều ớt nên rất cay. Có thể dùng củ cải, bắp cải, dưa chuột. Làm món này. Món ăn rất có thể sử dụng từ 1-5 ngày sau thời điểm chế biến, không để lâu được. Để giảm sút cay, trong tương lai người ta pha trộn với rau củ quả khác để sở hữu chua, ngọt, mặn với quy te colo đỏ tỏi, ớt, hành, gừng, muối đường. Kim chi đổi mới có mùi vị khác hoàn toàn kim chi truyền thống, nhưng lại phù hợp với khẩu vị người Việt Nam. Kim chi nghĩa gốc là rau củ ngâm chua và mặn, trong những khi ngâm, men lactobacilli hoạt hóa làm lượng axit lactic trong sản phẩm tăng, ngoài ra còn tồn tại những men vi khuẩn có ế. Sự lên men trên rau cải bẹ trắng, rau cải, dưa chuột cùng với rất nhiều ớt, tỏi, rau thơm đều hữu ích cho sức khỏe.